sẽ hân hoan tiến vào cùng thánh, tới gần Chúa Trời tuổi thánh xuân. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô. Việt Catholic xin kính chào quý vị và anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Kitô và Mẹ Maria. Kính thưa quý vị và anh chị em, trong dòng lịch sử cứu độ, không biết bao nhiêu lần Thiên Chúa đã không chấp tội dân riêng của Ngài khi người bị phản bội, nhưng người đã xóa bỏ tội lỗi của họ và trao ban một giao ước mới. Khi Chúa Giêsu xuống trần, chính Thiên Chúa đã ký giao ước trực tiếp với dân loại bằng mình và máu của người. Này là máu ta, máu giao ước vĩnh cửu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Như thế, mỗi lần chúng ta cử hành giao ước mình và máu thánh Đức Giêsu Kitô là chúng ta đang tôn vinh Thiên Chúa, vì đây chính là đỉnh điểm của lòng thương xót và tha thứ của Thiên Chúa dành cho chúng ta. Mùa chay thánh chỉ thực sự có ý nghĩa và trở nên thánh thiện khi mỗi chúng ta trở về với lòng thương xót của Thiên Chúa và kết hiệp mật thiết với Đức Giêsu Kitô qua bí tích thánh thể. Các ngày lễ quan trọng trong tuần: thứ hai ngày 19 tháng 3, Thánh Giuse, bạn trăm năm Đức Maria lễ trọng; chủ nhật ngày 25 tháng 3, chủ nhật lễ lá. Giờ đây mời cộng đoàn cùng hiệp dân thánh lễ cho linh mục Giuse đinh trọng chính cử hành. Lạy Chúa, xin Chúa minh xét cho tôi. Xin bênh vực quyền lợi tôi đối nghịch với những kẻ chống đối tôi. Xin cứu tôi khỏi tay người độc ác yêu hoa. Vì Chúa là Thiên Chúa tôi và là sức mạnh tôi. Nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Amen. Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em và ở cùng cha. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta bước vào tuần thứ 5 mùa chay và phục vụ cho chúng ta bắt đầu suy gẫm về mầu nhiệm thập giá của Đức Giêsu. Mỗi người chúng ta khi lãnh nhận bí tích thanh tẩy là chúng ta cùng vác thánh giá với Chúa Giêsu. Xin cho chúng ta biết chiêm ngắm thập giá Chúa Giêsu và cũng chiêm ngắm chính cuộc đời mình. Thánh lễ này chúng ta cầu nguyện cho linh hồn Maria lễ dỗ 3 năm. Giờ đây xin Chúa thứ tha những thiếu sót và lầm lỗi để chúng ta xứng đáng cử hành thánh lễ. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm lỗi nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi đàn. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Amen. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Chúng ta cùng dâng lời cầu. Lạy Chúa, vì yêu thương nhân loại, Đức Giêsu Kitô đã hiến thân chịu khổ hình. Xin ban ơn trợ giúp để chúng con biết noi gương người tận tình yêu thương mọi anh em. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen.
Trích sách tiên tri Jeremiah. Chúa phán: Đây tới ngày ta ký kết giao ước mới với nhà Israel và nhà Juda. Giao ước này không giống như giao ước ta đã ký với tổ phụ của chúng ta trong ngày ta cầm tay chúng dắt ra khỏi đất Ai Cập. Giao ước ấy chính chúng đã phản bội, mặc dầu ta thống trị chúng. Chúa phán: Đây là giao ước ta sẽ ký kết với nhà Israel sau những ngày đó. Ta sẽ đặt lề luật của ta trong đáy lòng chúng và sẽ ghi trong tâm hồn chúng. Ta sẽ là Chúa của chúng và chúng sẽ là dân của ta. Chúa phán: Người này sẽ không còn phải dạy người nọ, anh sẽ không còn phải dạy em rằng: Ngươi hãy nhìn biết Chúa, vì mọi người từ nhỏ chí lớn đều nhìn biết ta. Vì ta sẽ tha tội ác của chúng và sẽ không còn nhớ đến tội lỗi của chúng. Đó là lời Chúa. Tạ ơn Chúa. Ôi lạy Chúa, xin tạo cho con quả tim trong sạch. Ôi lạy Chúa, xin tạo cho con quả tim trong sạch. Lạy Chúa, nguyện thương con theo lòng nhân hậu Chúa, xoa tội con theo lương ca đức từ bi. Xin rửa con tuyệt gốc lỗi lầm và tẩy con sạch lạc lưng tội ác. Ôi lạy Chúa, xin tạo cho con quả tim trong sạch. Ôi lạy Chúa, xin tạo cho con quả tim trong sạch và canh tân tinh thần cương nghị trong người con. Xin đừng loại con khỏi thiên nhan Chúa, chớ thu hồi thánh thần Chúa ra khỏi con. Ôi lạy Chúa, xin tạo cho con quả tim trong sạch. Xin ban lại cho con niềm vui ơn cứu độ với tinh thần quảng đại, Chúa đỡ nâng con. Con sẽ dạy bắt kẻ bất nhân đường neo Chúa, và người tội lỗi sẽ trở về với Ngài. Ôi lạy Chúa, xin tạo cho con quả tim trong sạch. Trích thơ gửi tín hữu Do Thái. Khi còn sống ở đời này, Chúa Kitô đã lớn tiếng và rơi lệ dâng lời cầu nguyện, khẩn nguyện lên đấng có thể cứu người khỏi chết. Và vì lòng thành tín, người đã được nhậm lời. Dầu là con Thiên Chúa, người đã học quân phục cho những đau khổ người chịu. Và khi hoàn tất, người đã trở nên căn nguyên ơn cứu độ đời đời cho tất cả những kẻ tùng phục người. Đó là lời Chúa. Tạ ơn Chúa. Chúa phán: Ai phụng sự ta, hãy theo ta, và ta ở đâu thì kẻ phụng sự ta cũng sẽ ở đó. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy trong số những người lên dự lễ có mấy người Hy Lạp. Họ đến gặp Philippe quê ở Bethania xứ Galilea và nói với ông rằng: Thưa ngài, chúng tôi muốn gặp Đức Giêsu. Philippe đi nói với Andre, rồi Andre và Philippe đến thưa Chúa Giêsu. Chúa Giêsu liền đáp: Đã đến giờ con người được tôn vinh. Quả thật, ta nói với các con, nếu hạt lúa mì rơi xuống đất mà không thối đi, thì nó sẽ trơ trọi một mình. Nhưng nếu nó thối đi, thì nó sinh nhiều bông hạt. Ai yêu sự sống mình thì sẽ mất, và ai ghét sự sống mình ở đời này thì sẽ giữ được nó cho sự sống đời đời. Ai phụng sự ta, hãy theo ta, và ta ở đâu thì kẻ phụng sự ta cũng sẽ ở đó.
Ai phụng sự ta, cha ta sẽ tôn vinh nó. Bây giờ linh hồn ta xao xuyến và biết nói gì. Lạy cha, xin cứu con khỏi giờ này. Nhưng chính vì thế mà con đã đến trong giờ này. Lạy cha, xin hãy làm vinh danh cha. Lúc đó có tiếng từ trời phán: ta đã làm vinh danh ta, và ta còn làm vinh danh ta nữa. Đám đông đứng đó nghe thấy và nói đó là tiếng sấm. Kẻ khác lại rằng một thiên thần nói với ngài. Chúa Giêsu đáp: tiếng đó phán ra không phải vì ta, nhưng vì các ngươi. Chính bây giờ là lúc thế gian bị xét xử, bây giờ là lúc thủ lãnh thế gian bị khai trừ. Và khi nào ta chịu đưa lên cao khỏi đất, ta sẽ kéo mọi người lên cùng ta. Người nói thế để chỉ người phải chết cách nào. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, như đầu lễ tôi đã nói, bắt đầu bước vào tuần thứ năm, chúng ta được chiêm ngưỡng mầu nhiệm thập giá Chúa Giêsu, và chúng ta cùng nhau lần lượt lắng nghe lại từng bài đọc trong phụng vụ hôm nay để thấy rằng giáo hội muốn chúng ta bước vào sự thương khó của Chúa Giêsu với ý nghĩa như thế nào. Đầu tiên là sách tiên tri Giê-rê-mi-a. Qua lời ngôn sứ Giê-rê-mi-a, Thiên Chúa muốn khẳng định lại với dân Israel rằng chính Thiên Chúa là đấng ký kết một giao ước cho dân tộc này. Theo lẽ thông thường, giao ước là một sự giao kèo, một sự thỏa thuận giữa hai bên. Nếu anh làm điều này thì tôi sẽ làm điều kia. Một trong hai người mà nếu vi phạm vào một trong những điều luật chúng ta đưa ra thì người đó phải đền bù cái giống cái giao kèo đó, cái ký kết đó. Thế nhưng đối với Thiên Chúa thì giao ước mà Ngài ký với dân của Ngài lại là giao ước một chiều. Giao ước mà trước đây Thiên Chúa đã trao cho Môsê để huấn luyện, để hướng dẫn cho dân Chúa, thì dân Chúa đã vi phạm, đã vi phạm một cách nặng nề nữa. Thế nhưng mà Thiên Chúa đã không vì thế mà bắt dân Thiên Chúa phải trả giá cho cái việc phản bội lại giao ước của mình. Nhưng Thiên Chúa lại lập một giao ước khác. Giao ước cũ mà ngươi đã xúc phạm một cách nặng nề thì giờ đây ta lại ký một giao ước mới. Mà giao ước này ta không còn ký qua miệng lưỡi một vị thủ lãnh như Môsê nữa, mà sẽ đặt vào tận đáy lòng của từng người một, để từng người sẽ phụng thờ Thiên Chúa, đi theo đường lối của Thiên Chúa để được Thiên Chúa yêu thương và cứu độ. Chính Thiên Chúa đã đi bước trước, chính Thiên Chúa đã hạ mình xuống ngang bằng với con người là đấng tạo dựng của Thiên Chúa để ký một giao ước yêu thương. Thế nhưng thưa quý ông bà và anh chị em, dân Chúa lại phản bội. Dân Chúa lại không đón nhận giao ước tình yêu của Thiên Chúa, để rồi cuối cùng Thiên Chúa trao ban chính con một của Ngài đến với thế gian để ký một giao ước mới. Giao ước lần này không phải chỉ là một lời phán của Thiên Chúa nữa, nhưng chính là một con người cụ thể bằng xương bằng thịt. Chính một con người đã đến giảng dạy lời Chúa, và chính vì những lời giảng dạy đó, chính vì những mặc khải về mầu nhiệm ơn cứu độ đó mà con Thiên Chúa đã bị kết án chết. Cho nên khi những người Hy Lạp đến hỏi Philippe và Philippe đến trình với Chúa Giêsu, có những người Hy Lạp muốn đến gặp Ngài, thì Chúa Giêsu đã nói rằng đã đến giờ con người được tôn vinh, đã đến giờ con người phải đón nhận đau khổ, đã đến giờ con Thiên Chúa phải chấp nhận cái chết trên thập giá. Nhưng chính thế lại là giờ con người được tôn vinh. Đó là một mầu nhiệm mà chắc chúng ta khó có thể hiểu được.
Khi mà Chúa Giêsu bước vào đau khổ thì chính là lúc Thiên Chúa được tôn vinh. Không ai mà thấy là được vinh quang, được hạnh phúc khi mà sống trong đau khổ. Thường thường chúng ta thấy sau một quá trình huấn luyện, những cầu thủ hay là những vận động viên, họ phải trải qua một kỳ thi cam go để cuối cùng họ đạt được mốc và lãnh nhận huy chương vàng, ví dụ vậy, thì đó là giây phút vinh quang của họ với một nụ cười rạng rỡ, bởi vì họ đã chiến thắng được bao nhiêu người cùng trong một cuộc đua. Thế nhưng ngược lại, chính Chúa Giêsu là được vinh quang khi đắm chìm, khi mà phải chịu một cái đau khổ cực hình nhất. Đấy là một điều khó có thể hiểu được, cũng như khó có thể mà con người dễ dàng chấp nhận. Thế nhưng đau khổ ấy, đau khổ bằng chính mồ hôi, chính nước mắt và chính bằng giọt máu mạng sống của Chúa Giêsu lại là giây phút tôn vinh Thiên Chúa. Và đó chính là giao ước vĩnh cửu, giao ước mà Chúa Giêsu nói đây là giao ước mới, giao ước vĩnh cửu, một giao ước cuối cùng mà Thiên Chúa ký kết với con người muôn muôn đời. Đây là một giao ước, mà giao ước này lại là giao ước đánh đổi bằng chính mạng sống của chính con Thiên Chúa. Cho nên nếu chúng ta gắn bó với giao ước ấy, nếu chúng ta gắn bó với mầu nhiệm đau khổ của Chúa Giêsu, nếu chúng ta cùng chia sẻ với thập giá của Chúa Giêsu, thì Chúa nói ai phụng sự ta thì sẽ ở với ta, và chính ta và cha ta sẽ ở với người đó. Có nghĩa là nếu chúng ta cùng tháp nhập vào mầu nhiệm thập giá của Chúa Giêsu thì chúng ta cũng sẽ được vinh quang với Chúa Giêsu. Thường thường khi đối diện với đau khổ, khó có thể nói chúng ta đang bước vào cuộc vinh quang. Thường thường khi chúng ta vác thập giá thì chúng ta chỉ xin Chúa làm sao đỡ cho chúng ta cái thập giá này, mà chúng ta ít nghĩ rằng chúng ta đang chia sẻ vinh quang với Chúa Giêsu. Xin cho mỗi người chúng ta suy ngẫm về cuộc đời mình, suy ngẫm về thánh giá mình đang gánh vác, để cảm nghiệm rằng lạy Chúa, con đang cùng bước vào cuộc thương khó của Chúa, thì con cũng đang chia sẻ vinh quang với Chúa, và con cũng đang cộng tác vào việc làm vinh danh con và vinh danh danh Thiên Chúa. Xin Chúa tiếp tục nâng đỡ những cố gắng của chúng ta. Amen. Chúng ta cùng nhau tuyên xưng đức tin. Tôi tin kinh một Thiên Chúa là Cha toàn năng, đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kinh một Chúa Giêsu Kitô, con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời, người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng bản thể với Đức Chúa Cha, nhờ người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta, người đã từ trời xuống thế bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, người đã nhập thể trong lòng Trinh Nữ Maria và đã làm người. Người chịu đóng đanh vào thập giá vì chúng ta, thời quan phong Siêu Phi La Tô, người chịu khổ hình và mai táng, ngày thứ ba người sống lại như lời thánh kinh, người lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha, và người sẽ lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết, nước người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là đấng ban sự sống, người với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, người được phụng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con, người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin Hội Thánh duy nhất, Thánh Thiền, Công giáo và Tông truyền. Tôi
nên xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi trong đời kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Quý ông bà và anh chị em thân mến, Chúa Giêsu đã chấp nhận nên hạt lúa gieo vào lòng đất để sinh được nhiều hoa trái. Tin tưởng vào sự hy sinh của Chúa, chúng ta hãy cùng nhau cầu nguyện. Ta sẽ đặt lề luật của ta trong đáy lòng chúng và sẽ ghi trong tâm hồn chúng. Xin cho lời tuyên khấn vâng phục luật Chúa trở thành phương châm sống của những người lãnh đạo dân Chúa trên đường lữ hành về quê trời. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhậm lời chúng con. Ta sẽ là Chúa của chúng và chúng sẽ là dân của ta. Nguyện xin cho các Kitô hữu đặt cuộc đời mình trong tay Chúa để luôn kiên nhẫn và xác tín trên con đường các thập giá theo chân Đức Kitô. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhậm lời chúng con. Dầu là con Thiên Chúa, người đã học phân phục do những đau khổ người chịu, xin cho các tín hữu biết yêu mến mầu nhiệm thập giá Chúa Kitô để sẵn lòng đón nhận bí tích hòa giải với người. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhậm lời chúng con. Ai phụng sự ta hãy theo ta, và ta ở đâu thì kẻ phụng sự ta cũng sẽ ở đó. Xin cho những ngày còn lại của mùa chay thánh này là cơ hội tốt cho chúng ta thực thi bác ái, phục vụ anh chị em mình theo gương Đức Kitô. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhậm lời chúng con. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã vâng lời Chúa Cha xuống thế làm người, chịu khổ hình thập giá để đem lại cho chúng con sự sống đời đời. Xin nhậm lời chúng con khẩn nguyện và tăng thêm sức mạnh đức tin cho chúng con. Người là đấng hằng sống và hiện trị muôn đời. Amen. Lạy Chúa là Chúa cả trời đất, chúc tụng Chúa đã rộng ban cho chúng con bánh này là hoa màu ruộng đất và lao công của con người. Chúng con dâng lên Chúa để trở nên bánh trường sinh cho chúng con. Chúc tụng Thiên Chúa đến muôn đời. Lạy Chúa là Chúa cả trời đất, chúc tụng Chúa đã rộng ban cho chúng con rượu này là sản phẩm từ cây nho và lao công của con người. Chúng con dâng lên Chúa để trở nên của uống thiêng liêng cho chúng con. Chúc tụng Thiên Chúa đến muôn đời. Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Xin Chúa nhận hy lễ bởi tay Cha để ta tùng tôn vinh danh Chúa và mưu ích cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã cho chúng con là con cái Chúa được thấm nhuần đạo lý đức tin. Giờ đây, xin cũng thương nhậm lời chúng con khẩn nguyện và dùng lễ tế này thanh tẩy tâm hồn chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Hãy nâng tâm hồn lên. Chúng con đang hướng về Chúa. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Thật là chính đáng. Lạy Cha Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Cha mọi nơi mọi lúc. Thật là chính đáng phải đạo và xin ơn cứu độ cho chúng con.
nhờ cuộc thương khó của con cha, toàn thể thế gian được cứu độ. Nhận biết phải tuyên xưng cha là đấng uy linh cao cả, và sức mạnh khôn tả của thập giá chứng tỏ rằng thế gian đã bị lên án, và quyền lực của đấng chịu đóng đinh nay được sáng ngời. Vì thế lạy cha, cùng với toàn thể thiên thần và các thánh, chúng con tuyên xưng cha và hân hoan tung hô rằng: Thánh, Chúa là Thiên Chúa các đạo binh, trời đất đầy vinh quang Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời, chúc tụng đấng ngự đến nhân danh Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời. Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thánh hóa những của lễ này, để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ bị nổ vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến. Đây là mầu nhiệm đức tin. Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến. Vì vậy lạy Chúa, khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con, khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến Hội Thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu, để kiện toàn Hội Thánh trong Đức Mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Francisco, Đức Giám Mục Timothy chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin nhớ đến tôi tớ Chúa là cụ bà Maria, mà chúng con cầu nguyện lễ dỗ 3 năm hôm nay. Người này đã được Chúa gọi ra khỏi đời này về với Chúa, thì xin ban cho kẻ đã chết như con Chúa cũng được sống lại. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào được ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Thánh Mẫu Thiên Chúa, Thánh cả Giuse, bạc trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ, các thánh tử đạo Việt Nam và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. Khi chúng ta vác thập giá theo chân Đức Giêsu là chúng ta đang tôn vinh danh Cha chúng ta ở trên trời. Và giờ đây vâng lời Chúa Giêsu dạy, hướng về Chúa Cha, chúng ta cùng nhau cầu nguyện.
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha ta sáng, đưa Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cùng ta kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chưa cam dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đơn cứu độ chúng con. Vì vương quyền uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hiệp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa là đấng hằng sống và hiện trị muôn đời. Amen. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Anh chị em chúng ta hãy chúc bình an cho nhau. Lạy trên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy trên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy trên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con. Đây trên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc trên Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh. Thầy bảo thật các con, nếu hạt lúa mì rơi xuống đất mà không thối đi, thì nó chỉ trơ trọi một mình. Nhưng nếu nó thối đi, thì nó sinh nhiều bông hạt. Chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con vừa được phúc kết hợp với mình và máu thánh Đức Kitô, xin cho chúng con được trở nên những chi thể sống động của Người,
người hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Nguyện xin Thiên Chúa toàn năng là Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Thánh lễ đã xong, chúc anh chị em luôn được bình an. Tạ ơn Chúa. Chỉ đến quỳ lạy lòng.
lời tổ phạt cùng nhau tình ai mẹ ơi. Veni Creator Spiritus. Chương trình của chúng tôi đến đây là hết. Xin quý vị và anh chị em giúp phổ biến rộng rãi chương trình này đến với những người đau yếu, những người ở xa các cộng đoàn Việt Nam và những ai trong hoàn cảnh không thể tham dự các thánh lễ ngày Chủ nhật. Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về địa chỉ tv@vietcatholic.net. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và anh chị em trong lần phát hình tới. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.